Bây giờ mình nhìn thấy cái miếng sushi này hấp dẫn quá mọi người, thì một cái chắc mình ăn đủ, mình quyết định là mua thêm của bà chủ một cái nữa. Trước tiên thì bà chủ sẽ chế xương ớt vào trong nha. Này cà là mình xay sinh tố và mình làm xương cà đó. À, rất là lạ luôn. Chứ mình cũng không có mua con cà sẵn. Dạ. Dạ rồi. Mình dồn gì em quên rồi. Củ cải cái này hả? Củ cải, thịt xay và cà rốt. À, dạ rồi. Còn cái này là con ruốc và thịt ba rọi. À, dạ. Ăn kèm với chà bông. Ồ, hấp dẫn mà. Nhìn chà bông này là nhìn là biết nhà làm rồi nè mọi người. Dạ. Thấy nó không có giống chà bông ở ngoài chợ. Dạ, có người ta kêu á làm bán chà bông đi, ở nhà làm luôn đi. Ở đây nếu mà người ta mua chà bông không thì sao mà chủ? Không có bán. Nói chung làm gì đủ bán nha, sao chi thế hen. Nhìn rất hấp dẫn, rất là lạ luôn mọi người ơi. Mua iPhone tại Vĩnh Long đến ngày ufi.com, bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1, bảo hành pin trọn đời. Hello, chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người ha, một món mới trong cái trang fanpage của mình. Đó là món xôi chiên trên đoạn đường Mậu Thân, phường 3, khu Vĩnh Long. Cái món xôi chiên này mình thấy á, ở chỗ chị này bán á, với giá là chỉ có 6.000 đồng thôi. Thì hôm nay mình quyết định á, quay và quảng cáo giới thiệu cho mọi người biết ha, món xôi chiên này có gì ngon và đặc biệt không nghe. Xôi chiên thơm ngon giòn rụm với giá chỉ có 6.000 đồng. À, của chỗ của chị Kim Chi. Mình thấy chị Kim Chi còn có bán nước mía nữa nha mọi người. À, chị đang bán cho khách. Hấp dẫn luôn mọi người. Con như con 18 nè. Đây nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn nha mọi người. Đó, cái hộp xôi này là của một bạn mua đem về. À, thì khi mọi người mua đem về thì chỗ chị Kim Chi sẽ tặng cho mọi người một ít khăn giấy để lau. Rồi, chào bà chủ. À, bà chủ có thể cho mọi người được biết thì chủ bán xôi chiên của mình là bán từ mấy giờ tới mấy giờ không chị? Bên chị bán 2 giờ chiều cho tới 8 giờ tối, nhiều khi hết sớm hơn. Dạ. Ở đây thì cái món xôi chiên này của mình bán được lâu chưa chị hả? Chị bán hơn 5 rưỡi rồi. À, chị là bán cũng rất là lâu rồi ha. Chị có mối và chị đăng lên Facebook, trên Zalo, rồi chị có giao nhiều lắm. À, có nghĩa mình cũng có ship tận nơi. Dạ, rồi cũng có khách đặt đám á, người ta cũng đặt nhiều lắm. À, có khi đặt 190, có khi đặt tùy theo, có khi cả 100 theo số lượng. Dạ, dạ. Mà ở đây thì thường nếu mà chị ship vậy thì mình có tính tiền phí ship là bao nhiêu? Bên chị 10 cái 8 cái á, thì miễn phí ship, giống như giao thông vậy đó. Dạ. Người ta lại người ta mua hay là người ta không đi được thì người ta lại người ta mua. Dạ. Còn bình thường thì còn ít hơn 5 cái 7 cái thì mình lấy 10.000 phí. À, dạ rồi. Rồi sau đây thì chị bán cho em một cái. Bà chủ bán cho em một cái ha, để dạ em rồi ăn thưởng thức, chị giới thiệu cho mọi người được biết. Dạ chỗ bán xôi chiên của chị. Không ấy. Ủa, vậy là coi như là mới bỏ vô trong cái hộp hả chị? Thì em ăn thì ăn thì mình bỏ vô cái hộp á. Dạ. Còn mọi người nhìn thấy rất là lạ luôn chứ. Dạ. Xôi này bình thường là nó cũng lúc mình chưa chiên là nó cũng ra mà nó tròn như hình tròn hay sao chị? Tự mình nắng á. À, dạ. Đây là những thành phần ăn kèm trong cái xôi chiên ha. Cái này là gì chị? Cái này là nhân thịt xay, củ sắn, cà rốt. Còn cái này là con ruốc, thịt ba rọi mình sắc để mình ăn kèm cho nó ngon. Dạ, rất là lạ luôn, rất là hấp dẫn luôn. Ở mà nhà mình tự làm hết á. Chà bông cũng làm luôn hay sao chị? Dạ, tự làm hết á. Lấy công làm lời. Bây giờ mình nhìn thấy cái miếng sushi này hấp dẫn quá mọi người, thì một cái chắc mình ăn đủ, mình quyết định là mua thêm của bà chủ một cái nữa.
À, trước tiên thì bà chủ sẽ chế xương ớt vào trong nha. Cái này cà là mình xay sinh tố rồi mình làm xương cà đó. À, rất là lạ luôn. Chứ mà mình cũng không có mua xương cà sẵn. Dạ. Dạ rồi. Nhưng mình dồn gì em quên rồi. Củ cải. Cái này hả? Củ cải, thịt xay và cà rốt. À, dạ rồi. Còn cái này là con ruốc và thịt ba rọi. À, dạ rồi. Ăn kèm với chà bông. Ồ, hấp dẫn mà. Nhìn chà bông này là nhìn là biết nhà làm rồi nè mọi người. Dạ. Nhìn thấy nó không có giống chà bông ở ngoài chợ. Dạ, có người ta kêu á làm bán chà bông đi, ở nhà làm luôn đi, bán. Ở đây nếu mà người ta mua chà bông không thì sao mà chủ? Không có bán. À, nói chung làm gì đủ bán nha, sợ chị thôi. Dạ. Nhìn rất là hấp dẫn, rất là lạ luôn mọi người ơi. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha cái bánh sầu chiên này chung với mình viên. Rồi sau đây ha, mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món xôi chiên mình thấy rất là lạ và đặc biệt tại đường Mậu Thân, phường 3 nha. Đó, mọi người xem, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đó, mình chiêu hai miếng xôi chiên của chị Kim Chi. Đây, mọi người xem, cho mọi người xem chi tiết nha. Chà bông nè, đó, và các gia vị bên trong. Ruốc, thịt ba rọi, củ cải rồi nè. Rồi, mình sẽ thử cái vị nha mọi người. Trước tiên á, để cảm nhận đầu tiên, oh wow, nó chả nước rồi mọi người. Nó cảm nhận đầu tiên á, vừa có xôi chiên này khi mà cắn vào á, trong miệng á, thì cảm giác nó đầu tiên của mình là nó giòn, và nó rất là thơm. Còn bên trong cái miếng xôi chiên á, thì nó lại dẻo. Nè mọi người, tên nết nè, rất là dẻo đúng không? Khi mà bà chủ kẹp chung với củ cải á, cà rốt, thịt ba rọi với ruốc á, thì nó dậy lên cái mùi thơm của các loại thành phần ở trong. Ngoài ra thì còn chà bông này chà bông nhà làm nha mọi người. Nhìn thấy nhìn ta biết chà bông nhà làm. Cái độ màu nó là màu sắc nó chân thật, nó không có trắng quá, chà bông bán ngoài chợ. Đúng là giòn rụm luôn, nó như là quảng cáo vậy. Thì ăn cái này á thì bắt buộc phải có khăn giấy chùi nha mọi người. Mình thấy cái tương ở đây nè của chị Kim Chi chế biến á rất là vừa ăn. Nếu bạn nào muốn ăn mặn hơn á, ở đây thì nó có vị là ngọt ngọt mặn mặn và thơm thơm trong miếng xôi chiên nè. Vậy là ha, mình đã giới thiệu xong với mọi người á cái món xôi chiên của chị Kim Chi tại đường Mậu Thân, phường 3, gần gần ngã ba Chữ Tím nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Bye bye.